Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Optum Đằng, và đương nhiên là kênh của Optum Đằng sẽ là kênh chia sẻ về những thông tin sức khỏe mắt, những tip nhỏ, những mèo hay để chúng ta có thể chăm sóc đôi mắt của chúng ta được khỏe hơn, được đẹp hơn, đúng không? Và video hôm nay sẽ là một cái video tiếp tục trong cái series, trong cái playlist về cách sử dụng kính áp tròng cũng như cách sử dụng kính áp phông ban đêm. Ở những video trước thì Optum Đằng đã hứa là sẽ làm một cái video hướng dẫn về cách đeo kính, cách tháo kính. Thì video này sẽ là video về cách đeo kính và cách tháo kính AutoCay bằng các phương pháp khác nhau. Và nếu như các bạn quan tâm video này thì các bạn đón xem hết video này cùng Optum Đằng nhé. Và nếu ủng hộ bằng cách là nhấn like cũng như subscribe ở phía bên dưới video. Là bắt đầu. Hôm nay Optum Đằng sẽ hướng dẫn mọi người cách đeo kính và cách tháo kính. Thì chúng ta có thể sử dụng bằng tay, chúng ta có thể đeo kính hoặc tháo kính, hoặc chúng ta cũng có thể sử dụng dụng cụ để chúng ta có thể đeo kính và tháo kính. Ở video lần trước thì cũng đã hướng dẫn các bạn cái dụng cụ đeo và tháo kính rồi, đúng không ạ? Thì trước tiên, cái phương pháp đầu tiên thì Optum Đằng sẽ hướng dẫn mọi người cách đeo tháo kính bằng tay trước. Sau khi mà chúng ta đã vệ sinh kính xong và sạch sẽ rồi thì chúng ta sẽ đặt kính lên ngón tay trỏ của chúng ta, và chúng ta sẽ nhỏ vào đấy một giọt nước mắt nhân tạo để chúng ta bắt đầu quá trình đeo kính. Đây, chúng ta Optum Đằng sẽ làm luôn nhé. Chúng ta sẽ đặt kính lên ngón tay trỏ của chúng ta như này, mọi người thấy không? Được chưa? Một tay thì chúng ta sẽ sử dụng hai cái ngón tay giữa và át út để chúng ta giữ mi trên, kéo mi trên sao cho nó sát với cái gờ xương hốc mắt ở phía trên này và giữ ở đấy. Ở phía bên dưới chúng ta sẽ sử dụng ngón giữa để chúng ta sẽ kéo mi dưới xuống phía bên dưới để giữ mi dưới, làm sao cho đồ rồng ở mi trên và mi dưới nó rồng nhất, thì sẽ giúp chúng ta quá trình đeo kính và đưa kính vào mắt của con hay là của chính bản thân chúng ta được dễ dàng nhất. Được chưa? Các bạn quan sát nhé. Trong quá trình làm thì Optum Đằng chắc là sẽ không nói được đâu. Ở đây thì Optum Đằng sẽ cần phải sử dụng một cái gương và Optum Đằng sẽ quay sang một bên để cho các bạn dễ nhìn hơn nhé. Đây, bắt đầu. Sau khi mà kính đã đưa được vào bên trong mắt thì các bạn hướng dẫn con của chúng ta hay các bạn là liếc mắt xuống phía bên dưới. Rồi sau khi mà đeo kính xong rồi thì chúng ta sẽ hướng dẫn con là đi ngủ luôn hay chính bản thân chúng ta đi ngủ luôn nhé. Optum Đằng đã đeo kính xong ở bên mắt bên phải này rồi này, em kịp thấy không? Thấy không? Rất khó để chúng ta thấy. Và sau khi đeo kính xong thì sẽ cần phải nhắm mắt để đi ngủ luôn nhé. Nếu mà chúng ta mở mắt đấy và con chúng ta tiếp tục hoạt động tiếp thì kính nó sẽ có thể là tạo ra bóng khí ở phía bên dưới cái kính, thì hiệu quả của nó sẽ không đạt hiệu quả tối đa. Nên là các bạn thấy là cái mắt bên này nó đang đeo kính, đúng không ạ? Nó đang hơi chảy nước mắt một chút bởi vì Optum Đằng không sử dụng thuốc tê để đeo, thì Optum Đằng làm quen với cảm giác đó, và sau một thời gian đeo thì nó sẽ bình thường thôi, nó sẽ quen với cái cảm giác khó chịu này thôi. Nên là các bạn không phải lo lắng vấn đề đấy, bởi vì rất là nhiều trẻ em 5-6 tuổi các bạn nhỏ đấy cũng đã đeo rồi. Và thứ hai nữa là trong những lần đầu đeo thì chắc chắn là nó sẽ cảm giác của nó cũng sẽ không quen, giống như các bạn nữ mà đi giày cao gót, những người giày cao gót mà xuống mới á, nó sẽ bị kích cái gót chân, nên đó là cái cảm giác mà chắc chắn là có thể xảy ra. Nên là Optum Đằng cũng cần phải nói với các bạn để các bạn biết là khi mà mình mới lần đầu đeo kính thì nó cũng sẽ hơi khó chịu đấy ạ. Và bây giờ thì Optum Đằng sẽ hướng dẫn tất cả mọi người, các phụ huynh cũng như là các bạn mà sử dụng kính áp tròng ban đêm, cách lấy kính ra bằng tay luôn. Thì mọi người sẽ quan sát và có thể lát nữa thì Optum Đằng sẽ tóm tắt lại một chút. Đấy, thì đây là toàn bộ về quá trình mà Optum Đằng lấy kính từ trong mắt ra bằng tay không đây ạ. Các anh chỉ đếm xem là được bao nhiêu giây ạ? Có lẽ là từ 10 cho đến 15 giây thôi, đúng không ạ? Thì nó cũng nhanh, nó cũng đây sẽ là một kỹ năng để giúp chúng ta có thể lấy kính ra trong những trường hợp mà chúng ta không mang theo cái dụng cụ lấy kính, hay dụng cụ lấy kính của chúng ta đã mất vệ sinh và không đảm bảo. Thì các anh chỉ cần có những kỹ năng này, thì đây là những kỹ năng mà Optum Đằng yêu cầu là các phụ huynh phải có và các bạn sử dụng kính phải có để dự phòng những trường hợp khác. Bởi vì nếu không thì nó sẽ gây ra những cái hệ lụy nếu mà chúng ta cố gắng sử dụng những cái dụng cụ mà không đảm bảo vệ sinh.
và chúng ta sẽ có nhiều cách hơn để chúng ta giải quyết cùng một vấn đề. Thì cái việc này thì sẽ được học vào trong cái buổi mà giao trả kính mà video lần trước thì Optum Năng đã nói rồi. Nên là Optum Năng mới trả lời là cái buổi giao trả kính của Optum Năng thì thường có thể kéo dài 2 đến 3 tiếng, bao giờ mà phụ huynh và các bạn sử dụng thành thục thì mới có thể về được, là lý do vì như thế. Vừa rồi thì các bạn đã biết cách đeo và tháo kính sử dụng tay không cần sử dụng dụng cụ hỗ trợ. Thì bây giờ Optum Năng sẽ chuyển sang phương pháp thứ hai, để là sử dụng thêm một cái plunger là cái dụng cụ đeo và tháo kính để các bạn có thể thực hiện nó dễ dàng hơn nếu mà các bạn cảm thấy cần thiết nhé. Thì với dụng cụ này thì nó sẽ là có một cái cấu trúc hút, các bạn sẽ cần phải bóp ở đầu cuối này để nó hút hơi ở bên trong cái ống này, để nó có thể hút được vào cái kính chặt hơn để tránh mà cái hiện tượng mà kính rơi ra bên ngoài. Chúng ta sẽ bóp ở cuối và dính lên kính, sau đấy thì thả ra và cái kính nó sẽ bám chắc chắn ở trên như này. Và các bạn dính kính thì nhớ nhé, chúng ta sẽ dính ở 1/3 phía bên dưới thôi nhé. Cũng làm tương tự thì chúng ta sẽ nhỏ nước mắt nhân tạo vào kính đó. Sau đấy thì chúng ta cũng sẽ vén mi lên và chúng ta bắt đầu thực hiện quá trình đeo kính thôi. Các bạn quan sát nhé. Khi mà đưa kính được vào bên trong mắt rồi thì nhớ là bóp cái đầu bên dưới để kính nó nhả ra nhé, chứ không kính không nhả ra đâu. Được chưa? Đấy, chúng ta bóp ra và cái kính đã ở trong mắt rồi. Nhanh không ạ? Và sau khi đeo kính xong thì hướng dẫn con là nhắm mắt và đeo mắt bên kia và chúng ta đi ngủ luôn. Được chưa? Rồi đấy, thì bây giờ Optum Năng sẽ hướng dẫn các anh chị cách tháo kính ra luôn nhé. Khi mà đeo kính vào rồi ấy, thì cái kính nó sẽ nằm ở chính giữa cái lòng đen của chúng ta, và chúng ta sẽ cần phải quan sát xem là cái kính ở đâu đã, xem kính ở đâu, sau đấy thì sẽ tiếp tục bóp cái đầu cuối này để nó hút hơi và chúng ta sẽ chạm vào chính giữa cái kính. Chạm vào rồi thì chúng ta sẽ thả ra và sẽ lấy cái kính này ra, được chưa? Bóp này, được chưa? Đưa thẳng này, không đưa nghiêng như này nhé. Chúng ta sẽ đưa thẳng. Bóp này, đưa thẳng này. Chạm này, thả bóp. Thả bóp ra này, được chưa? Lấy kính ra này. Được chưa? Các bạn có thấy kính đây không? Đúng không? Rồi. Thì đấy là cái quá trình mà chúng ta sử dụng cái dụng cụ plunger để đeo và tháo kính, nó cũng rất là đơn giản thôi, đúng không ạ? Rồi, một số cái điểm chú ý mà sau khi chúng ta đeo kính xong thì các bạn nhớ, đấy là chúng ta đeo kính xong thì sẽ cần phải kiểm tra xem là sau khi đeo kính thì có bóng khí ở bên trong kính hay không. Nếu như có bóng khí thì nó sẽ không đảm bảo về quá trình đeo nén giác mạc sau một đêm đâu, thì có thể thị lực ngày hôm sau nó sẽ rất là kém, nên chúng ta sẽ cần phải kiểm tra xem là sau khi đeo kính xong thì có bóng khí hay không. Nếu như có bóng khí thì chúng ta sẽ cần phải tháo kính ra để chúng ta đeo lại từ đầu như cái quy trình mà Optum Năng đã hướng dẫn, được chưa? Và hy vọng là hai cái phương pháp này thì các bạn sẽ biết được cách đeo và tháo kính, và chúng ta sẽ luyện tập thật là thành thục, cũng như là chúng ta làm thành thục và hướng dẫn cho con chúng ta có thể thực hiện được. Và Optum Năng khuyến nghị là các bạn cần phải nắm chắc hai cái phương pháp này và thực hiện được cả hai phương pháp để chúng ta có thể sử dụng linh hoạt. Trong trường hợp mà chúng ta không thể sử dụng plunger, dụng cụ hỗ trợ, thì chúng ta cũng có thể sử dụng tay để chúng ta có thể đeo và tháo kính được. Và Optum Năng cũng nhấn mạnh lại một lần nữa là việc chúng ta sử dụng tay nó không gây mất vệ sinh hơn nếu mà các bạn vệ sinh tay sạch sẽ trước khi mà chúng ta đeo kính, nên là các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về vấn đề đấy. Bởi vì từ trước đến giờ Optum Năng cũng sử dụng kính và Optum Năng cũng sẽ sử dụng tay, kể cả kính áp tròng mềm hay kính áp tròng cứng, để Optum Năng có thể đeo và tháo kính được an toàn. Và các bệnh nhân của Optum Năng cũng đã sử dụng những phương pháp đấy, nên là các bạn hoàn toàn có thể yên tâm nhé. Và nhớ là đây là hai phương pháp mà các bạn cần phải trang bị cho mình đầy đủ, tránh trường hợp là chỉ chọn một trong hai phương pháp thôi, thì nó sẽ giúp quá trình đeo tháo kính chúng ta tiện lợi hơn rất là nhiều. Hy vọng là video này nó thực sự hữu ích với tất cả các bạn, và nếu mà các bạn cảm thấy nó hay thì nhớ đừng quên là ủng hộ Optum Năng bằng cách là nhấn like cũng như là chia sẻ video này và subscribe kênh để theo dõi những video tiếp theo về kính áp tròng cũng như là sức khỏe mắt của trẻ con và người lớn nói chung nhé, ở trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở trong những video tiếp theo của Optum Năng. Xin chào.